Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những tháng tới, nền nhiệt phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1,5 độ C và mùa đông năm nay sẽ xuất hiện muộn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa đông năm nay tương đối ấm, số ngày rét đậm rét hại cũng như số đợt rét đậm rét hại sẽ xảy ra ít hơn so với bình thường. Mùa đông năm 2023 ấm do chịu ảnh hưởng của El Nino, Năm 2016 cũng chịu ảnh hưởng của El Nino, nhưng với một năm mùa đông ấm, vẫn có đợt không khí lạnh tương đối mạnh gây mưa tuyết nhiều nơi tại Bắc Bộ. Về mặt so sánh không hẳn giống hoàn toàn, nhưng trong những năm El Nino theo thống kê thường xảy ra những hiện tượng thời tiết bất thường như mưa lớn cục bộ hay với dân chứng như vừa nhắc tới, tuy nền nhiệt độ ấm nhưng vẫn có thể có những đợt không khí lạnh mạnh gây ra mưa tuyết như năm 2016. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, số ngày rét đậm rét hại có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm rét hại có xu hướng không kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng sẽ xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12 tháng 10. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ chiều mai có mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc từ 17 đến 20 độ nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu vực Đông Bằng, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Thanh Hóa có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.